Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Mô tô Văn Nga 79. Rồi, xin chào tất cả anh em đam mê xe, đặc biệt là những anh em đam mê xe mô tô phân khối lớn ha. Rồi, hôm nay Mô tô Văn Nga tiếp tục review giới thiệu đến quý khách hàng, anh em bạn bè những chiếc xe mới về, cập nhật những chiếc xe mới về và những xe có sẵn tại cửa hàng để quý anh em đam mê quan tâm xem chơi với đam mê của mình ha. Thì có điều kiện thì lựa chọn ha, còn có chưa có những anh em đam mê mà chưa có điều kiện thì hãy xem chơi cho biết ha. Rồi bao giờ có điều kiện mình lựa chọn một vé về trải nghiệm với đam mê mình chơi nha. Rồi, cũng là trong cái phân khúc 100 mấy chục triệu là các anh mới tập chơi xe và cái tầm tiền đó các anh lựa chọn tìm rất là nhiều. Lựa chọn rất là nhiều nhưng thời gian qua thì cũng không có xe. Thì nói chung về chiếc nào bán hết trơn chiếc đó à. Đó là cái phân khúc của Rebel 500 nha. Thì tiếp tục hôm nay mới về lại được một chiếc Rebel 500 đời 2022. Xin lỗi, đăng ký cuối 2022 luôn rồi. Nói chung 2021 với 2022 thì nó cũng cùng một cái form này. Chiếc này đăng ký đầu 2022 nha. Đây, Rebel 500 là một dòng xe mới, nó sau cái Rebel 300. Rebel 300 bỏ mẫu là sẽ ra Rebel 500. Rebel 500 khác hơn so với Rebel 300 là động cơ của Rebel 500 nó hai xi lanh nha. Nó phân khối 500 phân khối ha. Rồi, ghi qua quý khách hàng anh em xem chơi ha. Rồi, trong cái tầm trung xe mới ra tan xong thì tầm 195 triệu hả, thì xe mới 182 triệu chưa ra giấy, ra giấy xong thì tầm 190 mấy triệu tùy theo điểm đăng ký nha. Rồi, thì chiếc này mới lăn bánh 4.700 cây và trang bị đồ chơi tương đối cũng nhiều, chiếc xe mới lan can thôi. Rồi, quý khách xem coi thử có hợp ý mình không ha. Dòng xe bền bỉ, ít hao nhiên liệu và nói chung đại loại là bảo dưỡng rồi thì gần như rằng là không có gì đáng kể luôn, rất là bền bỉ ha. Đời 2021, 2022, nói chung cuối 2020 qua 2021, 2022, 2023 thì nó xài đèn LED rồi nha. Phiên bản cũ thì không được xài đèn LED và cái xi nhan này cũng LED luôn, đây full LED so với thế hệ trước ha. Cụm đồng hồ cũng khác hơn luôn. Này, đèn LED bi, đèn xi nhan LED ha. Rồi, đồng hồ, cụm đồng hồ mới luôn. Rồi, khác biệt những cái bên ngoài ha. Rồi, odo đến hôm nay là 4.784 km ha quý khách. Rồi, đèn sau cũng khác luôn, đèn hậu sau cũng khác luôn nha. Rồi, về khối động cơ thì mình thấy nó giống nhau so với thế hệ trước 2018, 2019, 2020. Động cơ mình thấy nó y chang luôn thôi. Dung tích xi lanh là 471 là 500 phân khối nha. Đúng ra thì nó 471 trong cái dung tích xi lanh nữa là như vậy. Xe được trang bị như nói lúc nãy thì bộ cản chống đổ nè, bộ đèn trợ sáng Kenzo nè, cây bô đồ chơi nha. Rồi, cây bô đồ chơi, cái yên nha, yên liền nguyên của chiếc chiếc Rebel thì nó hơi hướng cái dáng của nó là cái dáng của Rouser Bubba ha. Nó cái yên nó gọn chỗ này và cái yên nhỏ này nó rời ra, nó một dòng Rouser nhưng nó hơi hướng của Bubber hả, thì nó trẻ trung hơn. Nhưng đây đã được làm lại cái yên rồi, anh chủ cũ đã làm lại cái yên rồi, thì cái yên như thế này đi những chuyến đi xa, đi phố gì ngồi cũng rất là êm ha, kể cả người ngồi sau cũng êm hơn so với cái yên zin nó nhỏ hơn ha. Này là một trong những cái điểm nó cũng khá là hợp lý khi các anh mua xe qua sử dụng mà được làm như thế này hết rồi, thì cũng khá là hay. Và hơn nữa thì cũng được gắn luôn cái ba ga tựa lưng luôn rồi ha. Và cái này thì có thể buộc cái ba lô túi sách khi các anh muốn đi chơi xa hay gì đó, thì điểm này cũng buộc ba lô túi sách, điểm này thì cho người ngồi sau ngồi ha, khá là vừa ý.
Nói chung là trang bị đồ chơi tương đối cơ bản đủ. Bộ đàn này không cũng hết 4 triệu mấy rồi. Bộ chống đổ ha, bộ chống đổ này không biết bao nhiêu, nhưng mà chắc cũng phải vài triệu. Rồi bô, rồi tự lưng, rồi yên ha, chắc cũng tầm mười mấy 20 triệu cho cái gói đồ chơi trang bị thêm như thế này. Xe Odo 4.700 km thì chiếc xe đến ngày hôm nay vẫn còn mới tinh nha. 2022 thì bảo hành đến 2024 mới hết bảo hành nha, chiếc xe này còn bảo hành nha. Ô tô Bang Nga thì chuyên xe xài lướt, quý anh em theo dõi lâu rồi chắc biết hả, còn rất là mới nè. Động cơ 500 phân khối và giải nhiệt bằng nước nha, này là các nước nha, dung dịch các nước ha, không phải dầu nên là nó giải nhiệt nhanh. Rồi quá mới luôn, và một cái màu trắng đẹp nữa chứ. Này tất cả ốc ớt còn rất mới ha quý khách. Đây, cực kỳ đẹp luôn. Rồi xe này biển số 66 Đồng Tháp. Xe này gốc thành phố Hồ Chí Minh, mình bán về cho một người em ở Đồng Tháp, thì ở Cao Lãnh nha. Thì khi bây giờ quý khách mua thì mình sẽ hỗ trợ bao rút hồ sơ về, và rút về sang tên thì thuế 1% và tiền biển số thì tốn chỉ 200 ngàn thôi, chứ không có nhiều ha. Tại gốc thành phố Hồ Chí Minh thì chi phí nó rất là rẻ, sang tên tầm 1 triệu mấy đến 2 triệu xong. Rồi tất cả còn rất là mới ha. Rồi từng chi tiết mới xài lớn thôi. Này màu trắng này, màu trắng nhám ha quý khách, màu trắng nhám à, màu trắng nhám ha. Màu trắng này các anh về ha kỹ thì dán lại, mà ha không thì thôi ha, mình sợ nó dơ thôi chứ không có gì. Này cái màu trắng nhám ha. Cặp chìa khóa còn nguyên, đây cặp chìa khóa còn y nguyên nha, mới tinh. Cái tem này còn chưa lột luôn, cái sim này còn chưa lột nữa. Rồi mới quá, chiếc xe mới quá thì chắc không có cần phải nói nhiều nữa đâu. Anh để nổ máy qua chứ quên, riết rồi làm lúc nhớ lúc quên luôn. Già mẹ, xin lỗi, già mất tiêu rồi. Rồi cái Rebel 500 và động cơ hai máy thì cái turbo nó chỉ được lực như vậy mà thôi. Bojin còn hả quý khách mua thì mình sẽ gửi tặng luôn, Bojin và bộ đồ chơi gửi tặng luôn, giao luôn ha, mình không có giữ lại cái gì hết. Và như đã nói thì Rebel nó bình thường làm mấy cái turbo của những con Harley 1.800, 2.000 đồ không, 1.500 đồ không, nó nổ rất là lớn. Nhưng mà Honda mà cái tiếng động cơ ra thì nó rất là lành, nó nhẹ nhàng ha, thì nó cũng rất là phù hợp với những anh đứng tuổi, lớn tuổi dùng nó êm dịu hơn chút. Thì đây là đúng ý của các anh mà nhờ mình tìm review lắm rồi đó, mà đã lượt lên cái bô như thế này thì nó cũng tương đối thôi, không có không có gì nhiều. Dám nghe anh Dũng. À đúng rồi anh, cái hồ sơ này nó có ý quyền sẵn đó, phải ký anh. Ký cái em rút cái này nhanh, đúng rồi anh. À thì nó lăn là thì
thì đúng rồi anh, nó ông có đâu này thì lăn mấy cái, một cái cũng như bốn cái mà cái gì đâu. Dạ rồi anh, về đi anh nha. Dạ rồi em ghi hình cái, cảm ơn anh Dũng. Dạ. Rồi chắc là xong rồi. Thì xe này còn bảo hành hãng ha, ô lô 4.000 mấy trăm cây thôi, rất là mới, không có đâm đụng, không té ngã, không trầy xước miếng nào. Như đã nói thì chiếc này ra tên xong thì nó tầm 195 triệu cho chiếc xe này xong. Thì cộng đồ chơi mình tính ha, mấy món này vô chắc cũng tầm 20 triệu. Đèn nè, chống đổ nè, bô nè, yên nè, ba ga nè, đó là những món thì chắc đâu đó tầm mười mấy 20 triệu đi, thì xong nó cũng phải ngoài 200 khi ra tên xong và vô đồ chơi hả. Còn chiếc này có giá bán là 165 triệu. Chiếc xe xe lướt có mới có 4.000 mấy thôi thì nó còn rất là mới. Quý khách mua về thì sang tên nó tầm một triệu mấy đến 2 triệu, tạm tính 2 triệu đi hả, là xong mà thôi. Đây, lâu lâu mới có những cái này chứ nó không có nhiều nha. Quý khách thích thì liên hệ sớm luôn, em giao luôn cho. Rồi 165 triệu cho chiếc Rebel 500. Rồi, em điểm sơ qua một số cái nữa. Rồi đây Rocket. Rocket quý khách biết rồi hả, chiếc này siêu phẩm của nhà Triumph. Chiếc này biển số Hà Nội, đang sở hữu một cái biển số cực đỉnh luôn. Chiếc này động cơ 2500 phân khối lăn bánh. Lăn bánh 1.800 km mà rồi. Là một vòng rồi. Y chang chiếc xe mới mà thôi, rất là mới, mới có 1.000 mấy trăm cây và sở hữu cái biển số cực đỉnh ha. Biển số thủ đô mình mà 29A11122222, biển số tứ quý này không phải là tự nhiên mà có biển số đẹp như vậy đâu quý khách hả. Rồi quý khách có muốn thì liên hệ mình nha. Xe được lên sẵn cái tựa lưng của con GT rồi. Con này Rocket 3LR nha, Rocket 3 dòng LR. Còn nó có bản GT nó này lên sẵn được cái tự lưng rồi. Rồi. Còn chiếc kế bên này chiếc BMW G310, chiếc xe này mới về, chiếc xe này tầm 105 triệu nha. Rồi, chiếc hôm bữa trước chiếc 120 triệu quán quá trời người dành mua rồi. Chiếc xe kia lăn bánh có tí xíu rồi, các anh dành nhau mua quá trời chiếc G310, còn chiếc này thì đi nhiều hơn ha. Chiếc này đi tầm 10.000. Mới về 105 triệu. Còn chiếc ở đằng sau thì chiếc Rocking mới quay về hả quý khách. Chiếc xe lên sẵn phục ô liền ha, lên sẵn phục ô liền. Rồi lên sẵn bộ phục ô liền này hết 38 triệu nè ha. Rồi, chiếc này có giá bán 775 triệu luôn, phục ô liền, phục zin đều còn đầy đủ ha. Chiếc Touring mà lên được cặp phục ô liền này đi rất là êm, rất là dịu, rất là thích. Đời 2020 nha, giá mới bữa nay ra tên xong gần 1 tỷ mốt tiền. Không riêng hôm nay gì, ngay thời điểm đó cũng gần 1 tỷ mốt. Chiếc đó là chiếc bản Special đó, giá bán 775 triệu. Điểm qua một số cho quý khách xem nữa hả. Này chiếc Heritage bản kỷ niệm 100 năm. Chiếc này đời 2003 nha. Chiếc xe rất là hiếm, bản kỷ niệm 100 năm hả. Rồi tiếp đến thì chiếc 48 đời 2022. Chiếc này có giá bán 445 triệu rồi. Có giá bán 445 triệu ha. Chiếc này thì chưa bán. Lên tay lái đồ chơi, tay lái zin còn. Yên, gác chân, chống đổ ha, một số 445 triệu. Còn chiếc này chiếc đời 2020, chiếc Custom đời 2020, xe lên đồ chơi cũng khá là nhiều. Odo 7.000 đời 2020 nha, chiếc này 415 triệu.
Ford Boy hiện tại nhà đang có mấy chiếc ta? 3 chiếc. Đâu rồi? Đây, 1, 2, 3 chiếc Ford Boy đời 2020 nha. Giá bán 660 triệu một chiếc. Vừa rồi là mà cặp tay ga chiếc BMW C400 GT bản mới và chiếc chiếc ADV 350 thì chiếc xe này chiếc BMW nhanh hơn rồi, chiếc BMW đã được nhận cọc. Còn lại thì chiếc ADV đời 2022 đăng ký tháng 14 tháng 2 2022. Thì chiếc này mua xe mới về đăng ký xong chưa đi luôn. Thì chiếc này có giá bán là 310 triệu ha. Giá mua mới ra tên xong là 360. Quý khách bữa nay hôm nay mua chiếc xe gọi là đăng ký xong thôi chứ chiếc xe cũng còn mới tinh, tiết kiệm được 50 triệu. Rồi chiếc CB650 này thì đã nhận cọc rồi, thôi bỏ qua luôn. Rồi này là chiếc BMW Rambler đời 2021 đăng ký lần đầu 2022. Chiếc BMW Rambler nha, chiếc này có làm clip rồi. Giá bán là 510 triệu, xe ô tô đi 2003. Brad Out còn ta lay 1003 chiếc đó bán rồi. Custom Shadow 750, Super Low 883, CB1001. Nói chung là cũng còn tương đối và xe đang trên đường về cũng mấy chiếc đó hả quý khách. Rồi, quý khách xem qua rồi, điểm vô để chào quý khách. Dạ rồi, trong ngày mai Motovan Nga sẽ về hai chiếc xe cũng rất là hot. Một chiếc Africa khoảng Sport đời 2022, 2021, ô tô 1.000 mấy trăm cây thôi, quý khách đợi xem nha. Một dòng Adventure của nhà Honda Africa nha, Africa khoảng Sport nha. Và một chiếc Fastboy đời 2022 lăn bánh 200 cây mà thôi. Những chiếc xe đã đặt cọc nhưng mà tại khách đi công tác chưa về kịp nên là mình chưa nhận xe được. Ngày mai sẽ nhận xe, quý khách đợi. Có quan tâm anh em đam mê xe, có quan tâm những dòng đó thì đợi nha. Một chiếc Africa và một chiếc Fastboy. Anh em có quan tâm, quý khách có quan tâm chiếc xe nào, chiếc Rebel hay là những chiếc xe trong tại cửa, quý khách có quan tâm thì xin liên hệ trên góc màn hình mình. Có hai cái số điện thoại là 0933 891954 và 0902 319854 nha. Hai số đều có số Zalo hết. Quý khách có muốn đặt cọc hay là liên hệ mua xe thì hai số đó bằng mình sẽ đích thân gửi số tài khoản thì Lê Văn Nga luôn, đúng mình luôn, đúng số điện thoại ha. Tất cả có trang Facebook cá nhân là Nga Lê Văn luôn, Nga Lê Văn, Lê Văn Nga, mình có hai trang Facebook. Có địa chỉ là 335 An Dương Vương, Phượng Lộc, quận Bình Tân này nha. Rồi, rất là chân thành cảm ơn quý khách hàng, anh em bạn bè đã nhiệt tình và ủng hộ Motovan Nga trong thời gian qua, mình rất là chân thành cảm ơn. Và các anh có xem mà cảm thấy vui mà thích thú cái kênh này, những chiếc xe như thế này thì nếu có quên ủng hộ kênh, quên đăng ký kênh ủng hộ thì nhớ đăng ký nha, mình rất là chân thành cảm ơn. Rồi mình xin chào tất cả mọi người và chúc mọi người mọi nhà được nhiều sức khỏe. Rồi xin chào.